Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và sau đây là chương trình đặc biệt Người Việt trên đường tị nạn do anh Nguyễn Thành Công phụ trách. Vị khách mời ngày hôm nay là tiến sĩ Trương Công Hiếu đến từ Ottawa, Canada. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay tại phòng thu hình của SBTNDC VATV chúng tôi được hân hạnh tiếp đón một chuyên gia lỗi lạc đến từ Ottawa, Canada đó là tiến sĩ Trương Công Hiếu, đương kim tổng giám đốc kỹ thuật của công ty đúc tiền Hoàng gia Canada, chuyên sản xuất tiền kim loại và tinh chế vàng rồng, được nổi danh là một công ty đứng hàng đầu thế giới về những phát minh và kỹ thuật hiện đại, sản xuất tiền kim loại quý cho hơn 80 quốc gia trên thế giới. Là chuyên gia gốc Việt, mà sự cống hiến tài năng và sáng tạo của ông đã được Hội Quốc tế Tiền tệ vinh danh là người có công lao góp phần trong sự tiến bộ ngành đúc tiền trên thế giới và được Chính phủ Canada Đại tuyên dương là người Gianna Đại gốc Á Châu đã phụng sự đắc lực và tạo nhiều thành quả đóng góp cho sự phát triển của đất nước Canada. Ông đã được vinh dự là tên của ông được Chính phủ Canada đặt cho Trung tâm Khảo cứu Kỹ thuật đốt Tiền với ngân sách hơn 10 triệu đô la tại Winnipeg, Canada. Đại. Xin kính mời quý vị theo dõi cuộc mạng đàm của chúng tôi với Tiến sĩ Trương Công Hiếu nhằm tìm hiểu về chặng đường cống hiến tài năng ốc sáng tạo của ông cho sự tiến bộ của nước Gia Ná Đại và kỹ thuật đúc tiền kim loại trên thế giới. Xin trân trọng kính chào tiến sĩ Trương Công Hiếu. Dạ, xin chào anh Công. Dạ, xin chào quý vị. Dạ, uh, xin tiến sĩ điểm qua quá trình sự nghiệp về kỹ thuật của tiến sĩ đã đóng góp từ lúc còn ở Việt Nam qua đến định cư tại Gia Ná Đại, thưa tiến sĩ. Dạ, khi ở Việt Nam tôi là giảng viên của trường cao đẳng hóa học sau đó là hiệu trưởng của trường cao cán sự hóa học yeah. khi định cư ở canada thì tôi làm việc ở nhiều tập đoàn ở bên canada trong đó tôi có làm việc với tư cách giám đốc sản xuất cho công ty bông bạc dê là công ty sản xuất máy bay và yeah, xe lửa đường hầm cũng như là xe chạy tên tuyết gọi là snowmobile. À. Và sau cùng chúng tôi làm việc với tư cách tổng giám đốc kỹ thuật cho nhà máy đúc tiền Canada. Dạ thưa tiến sĩ, thì như tiến sĩ vừa mới nhắc tới là một cái cống hiến vượt bậc của tiến sĩ là phục vụ cho công ty đúc tiền kim loại hoàng gia Canada và sau đó là được đề cử là tổng giám đốc kỹ thuật của công ty này. Yeah. Thì xin ông cho biết là với khả năng sáng tạo về kiến thức kinh nghiệm của ông, ông đã giúp để tạo sự thay đổi như thế nào và tiến bộ như thế nào trong kỹ thuật đúc tiền của Canada và thế giới nói chung, thưa ông. Dạ, trong những phát minh tôi có đối với nước Canada thì trong đó có vàng in tiền màu ở trên kim loại đó là duy nhất của đất nước Canada và chúng tôi có thiết lập hình thức để à, lọc vàng vàng 4 số 9 và vàng 5 số 9. Canada là nước duy nhất trên thế giới mà có kỹ thuật lọc vàng 5 số 9. Tinh khiết và cũng là có chúng tôi có kỹ thuật lọc bạc 4 số 9 và Canada là nước cũng như là duy nhất mà làm tiền lưu niệm bằng bạc 4 số 9. Yeah. Và ngoài đó tôi có uh, công trình là lập ra cách để Uh, bà đa thép một hình thức không phải là uh, thép Inox nhưng mà thép này là rất đặc biệt mà không rỉ với giá thành rất là thấp mà đang được dùng ở trên hơn 50 nước trên thế giới. Vâng. Yeah. Dạ thưa tiến sĩ, ông là người được vinh danh không những bởi chính phủ Canada mà còn các uh, cơ quan tiền tại thế giới. Tên của tiến sĩ được đặt cho cơ sở khảo cứu về kỹ thuật đúc tiền với ngân sách là trên 10 triệu Mỹ Kim tại thành phố Winnipeg, Canada. Thì thưa tiến sĩ, tiến sĩ nghĩ sao về cái vinh dự cũng như trách nhiệm của tiến sĩ trước những sự tôn vinh này, thưa tiến sĩ? Dạ, cái ngành đúc tiền rất là đặc biệt. Cái, cái ngành đó không được dạy tại nơi nào trên thế giới hết trường đại học không có nơi nào dạy cái ngành đúc tiền gì đó là có những cái đặc biệt mà tất cả nước đều muốn dành riêng cho mình cái trung tâm khảo cứu đặc biệt center of excellence đặt tên của chúng tôi đó là đây là nơi mà được đào tạo được lập lên để đào tạo kỹ sư trong cái kỹ nghệ đúc tiền và rất là quan trọng là vì nó là cái tương lai của việc dùng tiền trên, trên thế giới trong tương lai. Dạ, yeah. yeah. Và thưa Tiến sĩ, được biết không những Tiến sĩ đã cống hiến sự sáng tạo và nhiều thành quả giá trị về kỹ thuật. Tiến sĩ cũng đã đóng góp rất nhiều cho những sinh hoạt văn hóa xã hội của cộng đồng người Việt tại Canada. Và Tiến sĩ cũng là người hỗ trợ tích cực cho phong trào Việt Hưng với chủ trương chống tàu cứu nước và cũng là người giúp cho việc xuất bản cuốn sách cuộc đua Marathon 100 năm được hình thành. Vậy thưa tiến sĩ, là một người thành công có tầm mức thế giới nhưng vẫn có cái tâm, có những cái tấm lòng để đóng góp cho tập thể cho đất nước Việt Nam. Xin tiến sĩ có một lời khuyên đến thế hệ chuyên gia trẻ gốc Việt tại hải ngoại như thế nào thưa tiến sĩ? Dạ, xin cảm ơn công đã hỏi cái câu này. Riêng như cá nhân tôi với tư cách người Việt đó, khi mà chúng tôi thành công đó, tôi nhớ đến cha mẹ là yeah. thử sự là cảm ơn cha mẹ đã nuôi nắng mình đến thế nào mà cho bà năng học đến khi mà mình được có cái cái sức và cái cái tài để để phụng sự không những cho tương lai mình nhưng mà chuyện đất nước mình yeah. đó là cái ơn thứ nhất tôi, tôi tôi xin cảm ơn cha mẹ của của gia đình tôi trước Rồi sau đó mình muốn để cái đó cũng như là cái gia tài để cho các giới trẻ yeah. nói nghiệp là mình nên nhớ lại cái 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 ông bà mình mà mà mình hiến hết cái cái công sức mình để cảm ơn gia đình và cũng là để lấy một hình thức mà là để cảm ơn nước Việt Nam đã cho chúng ta cái cơ hội mà để cống hiến và cũng như là để thực hiện những cái gì mà người Việt Nam có thể uh, phát minh để cho thế giới uh, được hưởng cái đó là cái rất là quý nếu như tất cả anh chị em trẻ nước Việt Nam làm thế đó để không những cho Việt Nam mà cho luôn cả thế giới tôi rất uh, mong là cái tất cả anh em trẻ sẽ học thành công thật cao để để phụng sự phụng sự đất nước mình đang ở và của đất nước mình đang làm công dân để cho đất nước nó tiến lên không những để cho nước nước đó được lợi, nhưng mà để cho tất cả người Việt trên thế giới được hưởng cái cái vui mừng đó là người Việt chúng ta thành công chung cho đất nước, cho Việt Nam nói chung. À, xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trương Công Hiếu. Dạ, xin cảm ơn anh Công, dạ, cũng xin cảm ơn quý vị. Dạ. À, kính thưa quý vị, phần tiếp xúc với Tiến sĩ Trương Công Hiếu là một người nhân tài lỗi lạc gốc việt và quán quân trong sự sáng tạo góp phần tiến bộ về ngành đúc tiền trên thế giới đến đây xin được tạm ngưng và xin chân thành cảm tạ sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới